Giãn mình tinh là một trong những bệnh lý gây nên ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới và nó chiếm từ 75 đến 80% những trường hợp vô sinh nguyên phát. Và độ tuổi mà thường gặp phải tình trạng giãn mình tinh lại không may đấy là gặp phải những độ tuổi trong độ tuổi sinh sản là từ 18 đến 35 tuổi. Và một điều không may nữa đấy là gì? Đây là những triệu chứng mà chúng ta gặp phải khi mà bị giãn mình tinh thì thường rất là mờ nhạt và không điển hình. Chúng ta có thể có cảm giác như là khó chịu này, hoặc là đau tức nhẹ vùng bìu, hoặc là ở những trường hợp mà bệnh tiến triển ở giai đoạn 3 chẳng hạn thì có thể xuất hiện tình trạng đấy là các bạn có thể tự nhìn thấy những búi, như búi run ở vùng bìu đấy. Và tỷ lệ mà chúng ta tìm kiếm hoặc là chẩn đoán được giãn mình tinh thì gặp phải nhiều nhất đấy là khi mà chúng ta tầm soát hoặc là khám sức khỏe sinh sản, khi mà một thời gian kéo dài chúng ta không thể nào mà mang thai được mặc dù không sử dụng các biện pháp an toàn hay là sử dụng các biện pháp tránh thai, dẫn đến những hậu quả đấy là ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Vậy nên khi mà chúng ta có những dấu hiệu nghi ngờ cảnh báo như là đau tức vùng bìu này, hoặc là nóng rát, cảm giác khó chịu vùng tinh hoàn một bên hoặc hai bên chẳng hạn, thì hãy đi khám ngay để có thể xác định được tình trạng giãn mình tinh của mình có gặp phải hay không, và từ đó thì bác sĩ sẽ đưa ra những phác đồ điều trị hiệu quả nhất, hạn chế những ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới các bạn nhé.